Cái này mình cái con gì? Ừ, em cũng mình cũng cái chỗ này. Dạ, không thì ví dụ như anh còn để đếm của lại các anh tới cái trang. Ví dụ như đếm tác dụng cái số lượng cái bài của nó. Thì anh tới cái trang còn thì em chỉ còn cái ly lại cho nó tạo thành cái khoảng lặng nó tắt rồi nó đi vậy nè. Nó là cái khoảng lặng rồi như vậy nè. Ừ. Nó cái riêng như vậy, nó ví dụ mới đầu thì nó dày, sau từ từ nó ít dần ra tới đây thì nó chỉ còn được hai cái khuẩn lạc thôi. Thứ nhất là để mình chụp hình, thứ hai là mình sẽ lấy những cái khuẩn lạc thùng này nè, em mình đem đi kế tiếp. Rồi thì đối với Ecoly mình có mà anh là phân lạc Ecoly thì cũng như vậy, là phân lạc giảm cái riêng nên mà Ecoly thì cái tên tạo cái tên môi trường để chọn lọc phân biệt nó như cái tên môi trường nó anh để nó có những anh kiến lúc mình lấy giống từ bên đây mình chỉ cần chấm nhẹ vậy thôi.
Thank you.